Jessie J công bố đang mang thai con đầu lòng. Jessie J đã thông báo đang mang thai và mong đợi được làm mẹ vào năm 2023. Ngày 6 tháng 1 vừa qua, Jessie J đăng tải một đoạn video ghi lại từng giai đoạn mang thai của cô kèm theo dòng trạng thái: "Tôi rất hạnh phúc nhưng lại lo sợ phải chia sẻ tin vui này với công chúng. Vì vậy, xin hãy nhẹ nhàng với tôi." Bạn bè và người hâm mộ không khỏi vui mừng khi Jessie J cuối cùng cũng cân bằng được cuộc sống sau nhiều thăng trầm. Họ hy vọng rằng thiên thần nhỏ này sẽ là một phước lành để xóa bỏ mọi bất hạnh đã ập đến với Jessie trong suốt 3 năm qua. Cuối năm 2020, nữ ca sĩ tuyên bố tạm dừng nghệ thuật vì được chẩn đoán có nguy cơ mất thính giác và giọng hát do mắc bệnh Meniere, rối loạn thính giác và hội chứng trào ngược axit nặng. Cả hai căn bệnh đã ảnh hưởng đến sức khỏe cô vô cùng nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ấy, Jessie cũng chia sẻ về hàng trăm chuyến ra vào bệnh viện. Bi kịch nối tiếp bi kịch, tháng 11 năm 2021, cô tuyên bố sảy thai chỉ sau một tháng chia tay vũ công gốc Việt Max Farm. Dù đã trải ra muôn vàn biến cố trong việc mang thai và sinh con, nữ ca sĩ vẫn không từ bỏ. Giọng ca bang bang khẳng định rằng mong ước lớn nhất của cô là được làm mẹ, dù chưa có gia đình riêng nhưng Jessie vẫn lựa chọn mang thai để trở thành mẹ đơn thân.